Xin chào các bạn. Ở video hôm nay, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn khán giả thời gian vừa qua đã luôn quan tâm và ủng hộ kênh YouTube Điện Tổng Hợp của mình. Thì các bạn đã luôn đồng hành với mình trong cái việc mà đưa ứng dụng những cái mạch điện vào trong thực tế. Thì mình rất vui khi mà nhìn thấy những cái đứa con tinh thần của mình đã được sử dụng, đưa vào sử dụng một cách hiệu quả trong thực tế. Mình cảm ơn những cái lời góp ý, những cái ý kiến phản hồi của các bạn để cho mình có thể khắc phục những cái sự cố mà mạch điện mình thiết kế vẫn còn gặp phải. Chính nhờ những cái góp ý của các bạn mà mình đã cải tiến và đưa ra được những cái mạch điện hữu ích hơn, phục vụ cuộc sống. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hy vọng các bạn sẽ luôn quan tâm và ủng hộ kênh YouTube của mình trong thời gian tới. Xin chào các bạn.